Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa chọn. Đây. Đầu tiên là cây này. Cây cần phíp Daiwa cần rút nha mọi người. Cây này thì ngoại hình khoảng cỡ 80%, 85%. Đấy. Bát này. Mấy cái fan này. Ok nhá. Mấy cái fan này thì nó hơi cứng cứng tại vì nó hơi bị rỉ vô này thì mọi người về nhỏ xíu nhất vào đây đãi là nó trơn tục cho nha mọi người. Đấy, dàn fan này. Đấy. Chỗ nó bị đứt tí này. Không ảnh hưởng gì máy nha mọi người. Đấy. Một đoạn. Hai đoạn. Ba đoạn, bốn đoạn. Nó có tất cả bốn đoạn. Này. Bát Fuji FX7. Đây qua. Cây này dài 4m1, thu vào 1m23, đường kính độc đỉnh của nó là 2,6 ly, cân nặng là 620g. Cây này cây số 1, 350.000. Số 1, 350.000. Tiếp theo, số 2. Số 2 là một cây cần rút, chất liệu là phíp nha mọi người. Tem thì giờ nó mất tem rồi. Đấy. Ngoại hình cây này khoảng 90% nha mọi người. 90 đến 9 mấy phần trăm. Đây. Đây này, cái độc của nó người ta như thay mấy cái fan rồi. Đấy. Đấy, một đoạn, hai đoạn. Ba đoạn. Bốn đoạn. 5 đoạn, 6 đoạn, 6 đoạn tất cả nha mọi người, 6 đoạn, bát thường này, FX6, cái này dài 4m4, thu vào 82cm, đường kính độc đỉnh là 0,3 ly, cân nặng là 240g, cái này cây số 2, 180.000. Số 3 là một cây cần, nhìn nó như mới luôn rồi. Cây cần nó giống như ở showroom này. Mọi người nhìn cái ít của nó này, như chưa xài luôn. Đấy. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó thì trên 95% luôn. Rất là mới. Đấy. Đấy. Chưa dùng luôn mà, cần mình thấy như chưa dùng luôn. Đấy. Một đoạn, hai đoạn. 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn tất cả mọi người. Có tất cả 5 đoạn, 5 lóng. Đấy. Phát bóc vặn này. Đấy. Cần là dài 3 mét, thu vào là 91cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng 240g. Cần số 3, giá 220.000. Tiếp theo số 4. Số 4 là cây cần gì đây. Đấy. Cần này cần rút nha mọi người, cần rút. Đấy, cần rút chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì khoảng 70%, 65-70%. Đây, chỗ này có cái fan chỗ này nó người ta mắc nha mọi người. Người ta nhỏ keo nó dính luôn cái ngắt chỗ này rồi. Này cái fan chỗ này này. Đấy, nó không tụt lên chỗ này được. Đấy, nên nó lúc bỏ vào nó bị dư thế này cho mọi người. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả cho mọi người, bốn đoạn. Đấy, fan này, fan thì nhìn còn ok. Bát này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m14. Cân nặng là 360g, đường kính độc đỉnh là 2 ly. Cái
cần này cái, à cái cần này nó bị mất cái nắp đít nha mọi người, mất cái nắp đít này rồi. Đấy, mọi người về chế cục su vô đây. Đấy, cái này cái số 4. Số 4. 210 này. 4 210. Alo. Số 5. Số 5 làm cái cần này. Đấy. Made in Korea nha mọi người. Cần này cần phíp. Chất liệu là rút này. À, thể loại là cần rút, chất liệu phíp nha mọi người. Cần này thì ngoại hình của nó khoảng 90% á. Đấy, chỗ này thì keo bị keo thôi nha mọi người. Về mọi người rửa cái là nó ra keo này đi thôi. Đấy. Dàn fan này, mới toanh. Đấy. Ok. Màu. Ba, bốn, năm đoạn tất cả, năm đoạn tất cả nha mọi người. Bát Fuji FS6, Fuji FS6 nha mọi người. Này, cần này dài 2m6, thu vào 64cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 160g. Cái cần này số 5, 250. Nào, 250. Tiếp theo, số 6 là một cái cần Daiwa, chất liệu là phíp. Cần này là cần rút nha mọi người. Cái cần này ngoại hình khoảng cỡ 80%. Dàn fan của nó này. Này, cái này hơi cong bẻ lại. Đấy. Ok. Đọt rất là mảnh nhé. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn tất cả. 7 đoạn tất cả nha mọi người. Bát Fuji FS6. Thằng này dài 5x3, thu vào là 88cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 360g. Cây này cây số 6 300 6 300 nha mọi người. Tiếp theo cây cần số 7. Số 7 là cây cần Daiwa. Này, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, cần này cần rút. Ngoại hình của cây này thì khoảng 80%. Đấy, nó hơi bụi bẩn một tí, về rửa ra là nó sạch à. Sơn thì mình nhìn thấy nó không xước bao nhiêu. Đây này. Không này. 1 2 3 4 5 6 7 nha mọi người. 7 lóng tất cả. 7 lóng. Bát Fuji FS7. Cần là dài 5,5m, thu vào 93cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 480g, giá 400.000. Đấy. Cái cần số số 7. Số 7 400. Số 7 400 nha mọi người. Tiếp theo cần số 8. Đây. Bát Fuji FS6 này. Cần số 8 là một cây cần phíp nha mọi người. Một cây cần phíp là cần rút này. Để coi cái tên của hãng của thằng này. Gì đây? Đây nhưng mình đọc chưa rõ được nha mọi người. Cái khay này cũng đầu điện nhập đây. Đây, dàn fan của nó này. Có mấy cái bị nứt này. Đó. Bị nứt nha mọi người. Có mấy cái bị nứt. Như hình mình đưa thôi. Mọi người cố gắng nhìn cho mà. Ồ.
Đây là carbon luôn mọi người ơi. Này. Carbon luôn, không phải phíp, cái độc, độc này carbon luôn này. Phía dưới là như phíp mà phíp. Phía dưới là như là phíp nhưng mà cái trên là độc carbon này. 1 2 3 4 5 6. Đấy. Càng nặng này ngoại hình khoảng cỡ 75% mọi người. Đấy. Này tính ra khá là ngon. Dài 4m4, thu vào 83cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng 240g. Giá tiền của nó 200 thôi. Cái này cây số 8. 200. 8 200 nhận. Tiếp theo số 9 là một cây cần hiệu đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này thì cần rút, ngoại hình của cây này thì 95% trở lên. Đấy, bát này Fuji hết này. Phan Fuji hết này. Giá trị. Đấy. Một. Hai. Ba. 4 5 5 lóng nha mọi người. Đó, tất cả 5 lóng. 5 lóng xài bát Fuji FS6. Cần này dài 4m5, thu vào là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 310g. Đây này cây số 9 450.000. 450.000. Rất là mới. Tiếp theo cây số 10. À. Bát thường này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, cần rút. Mà hình của cây này cũng 95% á. Này. Vàng phan rất là đẹp. Ok mọi người. 1 2 3 4 đoạn. Đấy, 4 đoạn tất cả. Cây này dài 3m6, thu vào 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 240g. Đây là cây số 10. 350. 10 350.000 nha mọi người. Số 11. Này. Một cây cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, cần này cần rút, ngoại hình của cây này thì 80-85% rồi đây. Đấy. Phan này. Ba, bốn, năm, sáu. Nó có sáu lóng tất cả. Sáu lóng. Cái này thì dài 5m4. Thu vào thì 1m. Đường kính độc đỉnh của nó là 77, là 0,77 ly. Cân nặng là 440g. Giá của nó 300. Cái số 11. 300. Cái cần Victory. Cái này chất liệu phíp nha mọi người. Cần rút. Ngoại hình của cây này thì khoảng 85-90%. Đấy, khá là mới. Dàn phan này, Fuji này. Phan Fuji nha mọi người.
Đó, Fuji. Đẹp. Đó, 1 2 3 4 4 đoạn tất cả, 4 đoạn, 4 lóng đó. Bass Fuji FX7. Cần này dài 3,5 m, thu vào là 98 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 3 ly, cân nặng là 360 g. Cái này cây số 12 310 nha mọi người. Số 13 ra là cái cần này. Đây qua xin thử tiếp tục. Đây. Cần này chất liệu tiếp cho mọi người, phải cần rút ngoại hình của cây này thì 90% từ đây, 90% từ đây nhộng luôn. Dàn fan của nó thì fan kim loại khỏi nói rồi. Đó, fan kim loại ok luôn. Này, đầu bu đa hướng này. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 tất cả 7 lóng. Đây lóng bát này, hết 7. Cần dài 5,5 m, thu vào 98 cm, đường kính đọc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 480 g. Cái này cây số 13 290 nha mọi người. Số 14 là cái càng này. Cái này của thằng nào ta. Càng là càng đai qua nha mọi người. 14 là càng đai qua. Càng rút chất liệu là phíp. Và hình cây này khoảng cỡ 70%. Đấy, 70-75%. Dàn fan này, Fuji này. Dàn Fuji nha mọi người, giá trị lắm này. Bass thì Fuji FX6 nhé. Bass Fuji FX6. Này, đọc mảnh này. 1 2 3 4 5 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng. Cây cần này dài 3,9 m, thu vào 88 cm, đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 200 g. Cây này cây số 14 300. Số 15 là một cây cần này. Chất liệu là tiếp cần rút nha mọi người. Ngoại hình cây này thì 95% trở lên, nhìn như mới. Nó chỉ bị chỗ này nó giống như người ta dán thì nó bị ố thì tí thôi. Này, dàn fan thì mới toanh luôn. Đấy, đá đầu cầu nguyên. 1 2 3 4 5 5 đoạn nha mọi người. 5 đoạn. Cái bát của nó thiếu mất cái... bát của nó thiếu mất cái trượt rồi nha mọi người. Bát của nó thiếu mất cái trượt rồi này. Mình đi tìm xem thử có cái trượt không. Cho mọi người coi cái thông số rồi. Dài 4 m này.
và 4 mét thu vào là 1 mét này. Đường kính đột đỉnh của nó 2 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 15. Cái này giá 190 nghìn. Để mình đi tìm cái đây trực cho nó xem được có không. Giờ đổ đo hết rồi mọi người. Thôi bán cái này như thế này 150 nghìn thôi mọi người. Về mọi người tự tìm đồ mọi người sửa vào 150 nghìn. Đấy, 150 nghìn nha mọi người. Số 15, 150 nghìn. Là một cái cần Ryobi. Cần Ryobi. Đấy. Là cần fit nha mọi người. Đấy. Cần rút mọi người. Đây. Cần này thì ngoại hình của nó khoảng 70% nha mọi người. Đây. Khoan Fuji, bát Fuji luôn. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn nha mọi người. Năm đoạn ghép thành cái cần. Đây, bát Fuji FS6. Cần này dài 3m6, thu vào 90 cm. Đường kính đột đỉnh là 1.5 ly. Cân nặng là 140 g. Cây này cây số 16, 220 nghìn mọi người. Số 17, đấy là một cây cần đai hoa, cần cần thiết rút cho mọi người. Cây cần này ngoại hình của nó 90-95%. Dòng fan của nó này. Đấy. 1, 2, 3, 4 rồi, 4 đoạn. Có tất cả 4 đoạn. Đấy. 4 đoạn. Bát bát vặn này. Cần này dài 3m3, thu vào là 1m, đường kính đột đỉnh là 3.4 ly, cân nặng là 660 g. Cây này giá 380 nghìn. 17. Rồi, 380 nghìn. Cây số 18 là một cây cần đai hoa tiếp theo. Cây cần này không còn phíp nha mọi người. Cần chất liệu phíp. Còn là cần rút. Ngoại hình của cây này thì khoảng 75-80%. Khoan này. Đấy. Khoan của nó khó bị nứt đây nha mọi người. Đấy. Nhưng mà nứt này cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Đấy. Người ta cũng dán keo rồi. Hai, ba, bốn, năm nha mọi người. Năm đoạn. Bát Fuji FX7. Rồi. Cần này dài 4m7, thu vào là 1m2. Đường kính đột đỉnh của nó là 1.5 ly, cân nặng là 360 g. Cây số 18, 380 nghìn. 380 nghìn nha mọi người.
tiếp theo là cây cần cây cần này mới vô cùng luôn, rất là mới nha mọi người. Cây cần là 95% trở lên đấy, cần đai hoa đấy, rất là đẹp luôn. Dòng phan này đẹp, một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy ống nha mọi người, nó có bảy ống tất cả. Cần này bát Fuji FS6 này, cần này dài 5m4, thu vào là 90cm, dài 90cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 0.8 ly, cân nặng là 340g. Cây này cây số 19, cây này bán 420.000. Dưới 420.000 cho mọi người. Tiếp theo đằng này đó. Đằng này là cây cần Olympic này. Chất liệu là phíp cho mọi người. Cây này thì cần rút thôi. Ngoại hình của cây cần này 90-95% trở lên, rất là mới luôn. Còn phần bao có khác à, khoan Fuji luôn, bát Fuji FS6 nhé. Đọc mảnh này, 1, 2, 3, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Cần này mình đo thực tế thì thấy 29, ghi là 3 mét nha mọi người. À, nó thu lại 82 cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 0.8 ly, cân nặng là 140g. Cần này số 20 300. À, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship cho mọi người. À, mọi người khi nhận hàng bắt buộc phải mở ra kiểm tra hàng cẩn thận xong rồi mới nhận nha mọi người. Thì tránh trường hợp bể vỡ thì mình còn khiếu nại bên vận chuyển. Nếu như mọi người trường hợp mà mọi người đã nhận hàng rồi với điện cho mình khiếu nại thì mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.